Ông Hà Xuân Nghị ở thôn 3 xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên đến với nghề nuôi cá cảnh xuất phát từ niềm đam mê của bản thân và gia đình. Bước đầu chỉ coi là một thú vui, nhưng đứng trước nhu cầu ngày càng tăng của thị trường cá cảnh, gia đình ông đã quyết định bỏ toàn bộ vốn liếng để phát triển mô hình này. Bước đầu, ông chịu khó học hỏi kinh nghiệm nghề nuôi cá cảnh từ nhiều nơi, nỗ lực chịu khó, lặn lội khuya sớm với nghề. Ông cũng đến nhiều địa phương lân cận để tham khảo, học hỏi thực tế, tích lũy kinh nghiệm cho mô hình của gia đình. Với diện tích đất trên 2 hectare, trang trại của gia đình ông Nghị chuyên sản xuất các loại cá cảnh, cung cấp cho thị trường nội địa, mỗi năm trên 1 triệu cá cảnh các loại như cá thần tiên, chân trâu, xê cam, cá vàng phôi, đen, hồng kim, công, én, bún và các loại cá giống. Nuôi cá cảnh đã 25 năm, ông Nghị cho rằng để phát triển được nghề này, yếu tố quan trọng nhất vẫn là sự say mê với nghề, luôn xem ao đầm là nhà, xem cá là người bạn. Tôi nuôi năm nay đã là hơn 20 năm. Thì đầu tiên thì từ cái mô hình rất là nhỏ thôi. Thì xuất phát từ người nông dân, thì từ có diện tích đầm ao, thì cũng qua quá trình tham quan thì cũng thấy là tất cả những cái mô hình cá cảnh làm ăn cũng có những cái bước phát triển tốt. Thì gia đình cũng đầu tư tập trung vào để tìm hiểu, học hỏi. Nghề nuôi cá cảnh cũng như bao nghề kinh doanh khác đòi hỏi người nuôi phải tuân thủ theo nhiều quy trình nghiêm ngặt từ khâu đảm bảo sinh học, vệ sinh ao đầm và cách thức chăm sóc rất kỹ càng, tỉ mẩn. Và đặc biệt, người nuôi cá phải hiểu đặc tính của từng loài trong số hàng trăm loài cá cảnh trên thị trường hiện nay. Từ mô hình ban đầu chỉ vẻn vẹn hơn 100m², chủ yếu cung cấp cho thị trường Hải Phòng. Đến nay, trang trại của gia đình ông Nghị đã phát triển lên diện tích tới 2 hectare, cung cấp cho thị trường cả nước. Xây dựng được uy tín sản phẩm trên mỗi mùa thu hoạch, thương lái từ khắp nơi tìm đến tận gia đình ông để thu mua. Ngoài cá cảnh, đến nay trang trại của ông Nghị đã làm chủ công nghệ gột cá giống, cho hiệu quả kinh tế cao, là một trong những mô hình thành công và hiệu quả nhất trên địa bàn xã Thiên Hương. Nghề nuôi cá cảnh mang lại thu nhập bình quân hàng năm cho gia đình ông Nghị khoảng trên 200 triệu đồng. Trước kia thì cũng từ một hộ nuôi như gia đình tôi nuôi, đến nay thì cũng đã giúp đỡ được cho rất nhiều anh em trong gia đình cũng như là một số hộ thôn xóm. Thì cũng rất muốn là mọi người thì từ những cái mô hình đấy thì có đầm ao, có diện tích thì cũng tập trung vào để phát triển thêm cho cái khu vực làng cá nó càng ngày nó càng rộng rãi hơn. Một mô hình nuôi cá cảnh hiệu quả khác tại xã Thiên Hương là gia đình ông Hoàng Văn Oánh. Trên diện tích gia đình gần 1 hectare, ông Oánh phát triển những loài cá quý hiếm, giá trị cao như cá chép, cá vàng, cá thần tiên, cá hoàng lân ngư. Đây là kết quả của cả quá trình ông Oánh dày công tìm tòi, sưu tầm, nghiên cứu, lai tạo nhân giống thành công. Ban đầu, cơ sở nuôi cá của ông thành lập từ năm 2004 với quy mô nhỏ lẻ. Ông nuôi cá chủ yếu theo sở thích. Qua 15 năm với nghề nuôi cá, ông đã quy tụ gần 20 loài cá cảnh đang được nuôi dưỡng và nhân giống rộng ra. Kinh nghiệm của ông Oánh là áp dụng phương pháp sản xuất sạch, đảm bảo từ đầu vào cho đến đầu ra, không có dịch bệnh. Có như vậy thì sản phẩm làm ra mới có thể tiêu thụ ổn định, bền vững, không chỉ ở thị trường nội địa, mà còn mở ra cơ hội xuất khẩu sang các nước trong khu vực. Hiện nay, mỗi năm thu nhập bình quân gia đình ông Oánh từ nghề nuôi cá cảnh từ 100 đến 150 triệu đồng. Trước kia thì quy mô của nó rất nhỏ nhẹ thôi, tại vì xây đắp thì nó cũng phải dần dần ở trong cái bàn tay mình ra thì nó cũng rất là nhà nhỏ. Thế nhưng đến bây giờ thì tất cả mọi người là cũng đều phấn đấu là đi lên từ bàn tay để cố gắng để xây đắp được thêm những các cái bể, cái giả để cho nó có những cái mô hình to, xong làm cho nó được kinh tế nhiều hơn. Do mô hình nuôi cá cảnh đang ngày càng phát triển tại xã Thiên Hương và lợi nhuận mà nghề này đưa lại cũng khá cao, nên Hội Nông dân xã đang xây dựng chương trình phát triển nuôi cá cảnh trong thời gian tới. Trong chương trình này sẽ tập trung vào các chủng loại cá cảnh có giá trị xuất khẩu cao như cá chép cảnh, cá đĩa, cá chân trâu, cá hồng kim, cá nê ông. Bên cạnh đó, Hội Nông dân xã cũng sẽ tổ chức nuôi tập trung theo hướng ổn định nhằm hạn chế tốt nhất dịch bệnh và ô nhiễm môi trường. Ngoài ra sẽ mở lớp tập huấn cho bà con về kiến thức nuôi cá cảnh theo hướng an toàn, đưa những tiến bộ khoa học vào việc nuôi cá cảnh nhằm giúp cho bà con phát triển mạnh hơn nữa nghề nuôi cá cảnh. Đến nay thì thôn 3 này đã có khoảng 15 hộ gia đình phát triển cái nghề nuôi con cá cảnh này.
hiệu quả kinh tế cao hơn nuôi cá thịt. Và đến nay thì bà con cũng đã phát triển được khoảng cỡ trên dưới chục hecta về cái diện tích nuôi trồng thủy sản nuôi cá cảnh. Có thể khẳng định, mô hình nuôi và kinh doanh cá cảnh là một hướng đi hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, với ưu điểm là diện tích sử dụng không nhiều, giá trị kinh tế trên 1 hecta đất cao hơn hẳn các mô hình thủy sản khác. Từ nghề nuôi và kinh doanh cá cảnh, nhiều hộ nông dân xã Thiên Hương đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng. Tuy nhiên, để có sự phát triển bền vững, địa phương và ngành nông nghiệp cần có quy hoạch và định hướng hợp lý để người nông dân yên tâm sản xuất, đồng thời có những hỗ trợ kịp thời về vốn và kỹ thuật nuôi cho bà con.